chú rể Thảo Quỳnh cùng với cô dâu Quế Châu sẽ được ra mắt vào cuối giờ toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, và nghi thức lễ thành hôn sẽ thêm phần trọn vẹn ý nghĩa khi có được sự chứng kiến và kết hợp của hai bên gia đình. Ngay bây giờ sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện hoa nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Ngọc Tài cùng với bà Nguyễn Thị Kim Hương là cậu tạm và mẹ của chú rể. Và bên cạnh đó thì rất cảm ơn nhà hàng đã tổ chức một buổi tiệc chu đáo. Dạ thôi, ngắn gọn vậy thôi ạ. Dạ tôi xin được cảm ơn cậu tám của chú rể là bác Tài rất là nhiều, với chất giọng mộc mạc và những đôi dòng cảm xúc chia sẻ rất là gãy gọn và ở đó hàm chứa tất cả những cảm xúc cùng gửi đến tất cả quý vị. Và trên tất cả, chúc cho tất cả quý vị chúng ta hạnh phúc và có một buổi tiệc cùng tràn ngập niềm vui. Và quý vị thân mến, ngay lúc này đây, để bày tỏ lòng hiếu kính đối với các đấng sinh thành thì xin được mời chú rể cùng với cô dâu sẽ dâng rượu hiếu kính đến đại diện hai bên gia đình. Và đầu tiên thì xin được mời chú rể cùng với cô dâu sẽ dâng rượu hiếu kính đến đại diện họ nhà trai. Cảm ơn đại diện hai bên gia đình của bây giờ thì xin được mời
đại diện hai bên gia đình sẽ cùng quay trở về với những bàn tiệc để cùng tiếp đón và chung vui với lại tất cả quý vị quan khách. Và tiếp theo thì xin được mời chú rể cùng với cô dâu tiến về phía tháp bánh để cùng bắt đầu nghi